Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề Cách chăm sóc răng miệng phòng bệnh viêm lợi cho trẻ. Thưa quý vị và các bạn, viêm lợi là một trong 10 bệnh thường gặp ở trẻ em. Trẻ nhỏ dễ bị viêm lợi là vì hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, răng sữa yếu là yếu tố thuận lợi cho vi khuẩn gây viêm lợi tấn công. Nếu không được điều trị sớm, răng của bé có thể lung lay rụng và gây ra những bệnh răng miệng nghiêm trọng như viêm răng, mất răng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những thông tin về cách chăm sóc răng miệng để phòng bệnh viêm lợi cho trẻ. Vì sao bé bị viêm lợi? Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị viêm lợi. Do trẻ có mô lợi của bộ răng sữa khác với người trưởng thành, đỏ hơn, mềm hơn. Viêm lợi trẻ nhỏ bao gồm một số nguyên nhân chính sau: Viêm lợi do mọc răng, thường xảy ra ở giai đoạn từ 6 tới 7 tuổi khi bé mọc hai răng hàm đầu tiên. Viêm lợi do mảng bám, đây là tình trạng xảy ra khi vệ sinh răng miệng không đảm bảo khiến thức ăn thừa mắc kẹt lại giữa các kẽ răng tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn tấn công vào khoang miệng của trẻ. Viêm lợi do sang chấn cơ học, trẻ xỉa răng bằng tăm, nhai phải thức ăn cứng, cắn móng tay hay nhồi nhét thức ăn quá nhiều khi ăn cũng có thể dẫn đến viêm lợi. Cách nhận biết bé bị viêm lợi các vị phụ huynh nên quan tâm tới những biểu hiện bất thường trong khoang miệng của con mình để kịp thời có những biện pháp điều trị hiệu quả. Những triệu chứng khi trẻ bị viêm lợi bao gồm phần lợi của trẻ bị sưng nhẹ ở viền, nếu nhiễm khuẩn nặng sẽ bị phồng lợi chảy máu khi có va chạm cọ sát như đánh răng, xỉa tăm. Để phát hiện cha mẹ nên kiểm tra bàn chải sau mỗi lần bé đánh răng hoặc kiểm tra nước xúc miệng sau khi đánh răng của bé. Trẻ bị viêm lợi thường có hiện tượng chán ăn, ăn ít hoặc bỏ bữa do đau buốt ở lợi, có thể xuất hiện mùi hôi ở miệng nếu chỗ viêm mưng mủ. Nguyên nhân gây viêm lợi thường xuất hiện sau một đợt nhiễm khuẩn như viêm phổi ở trẻ nhỏ, rối loạn tiêu hóa ở trẻ. Sau mỗi đợt nhiễm khuẩn, sức đề kháng yếu, các vi khuẩn cơ hội trong miệng có khả năng tấn công vào môn lợi của trẻ, làm cho trẻ bị viêm lợi. Bệnh có biểu hiện lợi đỏ rực cả hai hàm, dễ chảy máu. Bệnh viêm lợi ở những trẻ này thường diễn biến cấp tính, triệu chứng rầm rộ, trẻ có thể sốt, bỏ ăn, cần bổ sung dinh dưỡng cho trẻ để tăng cường sức đề kháng, tăng cường vệ sinh răng miệng cho trẻ hàng ngày. các biến chứng do viêm lợi. Nếu không điều trị viêm lợi, có thể tiến triển đến bệnh nướu răng, lây lan đến các mô cơ và xương hay còn gọi là nha chu. Một tình trạng nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến mất răng. Nha chu và sức khỏe răng miệng kém có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của trẻ. Nghiên cứu liên kết chỉ rõ nha chu làm tăng nguy cơ đau tim đột quỵ hoặc bệnh phổi. Phụ nữ có thai bị nha chu có nhiều khả năng sinh non hoặc sinh con có cân nặng thấp hơn là phụ nữ với nướu răng khỏe mạnh. Cách chăm sóc vệ sinh răng miệng cho trẻ sơ sinh. Bé bé một cách chắc chắn và an toàn, lấy tấm gạc mỏng cuốn quanh ngón tay trỏ, đun sôi nước muối sinh lý hơi loãng một chút rồi để nguội, nhúng ngón tay cuốn gạc vào dung dịch nước muối rồi nhẹ nhàng lau sạch và mát xa lợi cho bé. Nên thực hiện vệ sinh lợi cho trẻ tối thiểu một lần một ngày, có thể thay thế gạc bằng loại bàn chải đầu lông mềm để thay thế, chú ý không được dùng kem đánh răng. Nên cho bé đi khám răng ngay từ khi chiếc răng sữa đầu tiên mọc. Đây là cách tốt vì các bác sĩ chuyên khoa sẽ dễ dàng đánh giá được tình trạng răng miệng của bé, từ đó đưa ra những tư vấn hoặc cách chăm sóc điều trị phù hợp để tránh các bệnh sâu răng hoặc viêm lợi. Cách phòng bệnh viêm lợi cho trẻ em Đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để nâng cao thể trạng cũng như sức đề kháng phòng chống một số bệnh nhiễm khuẩn. Tuyệt đối không xỉa răng cho bé, không cho trẻ mút tay, luôn giữ tay bé sạch sẽ. Vệ sinh núm vú và bình sữa cẩn thận trước khi cho bé bú bình. Nếu bé bú trực tiếp từ mẹ thì cũng phải dùng khăn sạch lau vú trước. Nếu bé ngậm ti giả thì phải đảm bảo núm vú không quá cứng, gây tổn thương niêm mạc miệng của bé. Sữa pha đúng cách để sữa không quá nóng làm tổn thương niêm mạc miệng của bé. Khi bé bị tổn thương răng miệng có thể pha sữa nguội hơn một chút để trẻ dễ uống hơn. Cho trẻ đi thăm khám định kỳ sớm nhất có thể, tốt nhất là hai lần trên năm để chăm sóc răng miệng cho trẻ tốt nhất. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai sẽ có chủ đề bệnh rối loạn tiền đình. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.